Phan Trọng, thông tin viên của SBTN Texas xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng bên trong của hội trường Hội Thánh Tin Lành Nhà thờ San Antonio. Hôm nay cộng đồng San Antonio đã hợp tác với Nhà thờ Hội Thánh Tin Lành để tổ chức ngày y tế cộng đồng. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị vào bên trong hội trường để chúng ta được tiếp xúc với các nhân viên y tế, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ và đặc biệt là các bệnh nhân đến ngày hôm nay để mà tham dự vào các ngày y tế cộng đồng. Xin mời quý vị. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là mục sư Nguyễn Đăng Khoa, là mục sư quản nhiệm của Nhà thờ Hội Thánh Tin Lành tại thành phố San Antonio. Xin kính chào mục sư. Dạ, kính chào anh Trọng và xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Kính thưa mục sư, là xin mục sư cũng cho biết số tín hữu ở nhà thờ của chúng ta hiện nay là thế nào ạ? Dạ, cảm ơn anh Trọng. Thì số tín hữu của chúng tôi thì hiện nay nhóm hàng tuần đó, thờ phượng hàng tuần thì khoảng 120-130. Thì là hàng tuần là có lễ ngày Chủ nhật hay là thứ bảy hay là thế nào? Dạ vâng, hàng tuần thì chúng tôi có sinh hoạt là tối thứ ba là sinh hoạt của các ban ngành, của thanh niên, của tráng niên, của thiếu niên. Và sáng Chủ nhật thì chúng tôi có chương trình thờ phượng. Thưa mục sư, về cái nhu cầu y tế ở trong hội thánh cũng như ở cộng đồng, mục sư nghĩ về thế nào về cái việc này? Cho nên tôi nghĩ là đây một cái chương trình rất là tốt. Thứ nhất là nó miễn phí, cái thứ hai là mình có một cái nơi để đồng hương mình có thể đến đây gặp gỡ và họ biết nhau những cái cơ quan thiện nguyện mà mình có trong vùng này.
Và thưa mục sư, thế mục sư cũng cho một vài cái ý kiến hoặc là một vài cái chia sẻ đối với các quý vị đang xem truyền hình đài SBTN ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Trọng. Thì chúng tôi rất là vui. Đây là lần đầu tiên được anh Trọng cho chúng tôi có cơ hội cùng hợp tác với cộng đồng người Việt ở đây để tổ chức một cái chương trình thiện nguyện giống như vậy. Và chúng tôi cũng ao ước là trong tương lai những cái chương trình thiện nguyện, những chương trình mà có thể giúp đỡ đồng hương của mình, chẳng những đồng hương người Việt mà thôi, mà mình cũng có những cái dự án trong tương lai để đi ra để giúp cộng đồng của người Mỹ ở đây nữa. Và chúng tôi, Hội Thánh chúng tôi thì sẵn sàng tham gia những cái chương trình đó. Hội Thánh Tin Lành của chúng ta ở đây có những cái chương trình xây dựng nào khác? Tại vì đây một cái cơ sở rất là rộng rãi và khang trang. Dạ đúng rồi, thì chúng tôi cũng cầu nguyện với Chúa là cái cơ sở này không những chỉ để phục vụ cho con dân của Chúa trong Hội Thánh, mà chúng tôi cũng ao ước rằng có thể là có nhiều chương trình để cộng đồng có thể đến đây, có thể là sử dụng cái cơ sở này. Sắp tới đây đó thì cái chương trình gần nhất là vào dịp lễ Labor Day Weekend. Thì thanh niên trong Hội Thánh sẽ có một cái chương trình họp bạn với cái chủ đề là hôn nhân và tình yêu. Và đó là chương trình gần nhất. Và rồi sau đó thì Trung Thu, năm nay cũng có chương trình Trung Thu cho các em thiếu nhi. Cảm ơn mục sư rất là nhiều, và đặc biệt là xin đại diện cộng đồng là cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn mục sư, cảm ơn tất cả tín hữu đã cho chúng tôi có được một cơ hội hợp tác và dùng một cái facility rất là đẹp, rất là khang trang của Hội Thánh. Dạ, cảm ơn anh Trọng cho chúng tôi có cơ hội để dự phần trong lần này. Dạ, dạ xin kính chào quý vị. Dạ. Phan Trọng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng trong hội trường của Hội Thánh Tin Lành, nhà thờ Tin Lành tại thành phố San Antonio. Hôm nay cộng đồng hợp tác với Hội Thánh Tin Lành tổ chức ngày y tế cộng đồng. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là các em sinh viên tại trường đại học tại địa phương đến giúp trong cái ngày y tế cộng đồng này. Chào em tên gì? Tên của con là Brenda Chúc Cừu. Brenda Chúc Cừu, còn em tên gì? Tên của con là Crystal Bui. So hiện nay là em đang học trường gì và đang học ngành gì? Ok, con đang học ở trường University of Incarnate Word. Con đang lớp năm 2. Oh, năm thứ 2. Yeah. Năm thứ 2. Ngành gì? Is that what school? Fike School of Pharmacy. Yeah, Pharmacy yeah. School. Yeah. Fike School of Pharmacy. Okay. Năm 2. Năm thứ 2. Năm thứ 2, yeah. Sorry. Cái công việc của con ngày hôm nay là gì? What is your job for today? Yeah. We're giving flu vaccines right now to people coming in and helping them out. Cảm ơn Brenda and Crystal. Okay, we'll see you around. Okay. Hello, chào em, xin em cho biết tên. Dạ, chào anh, em tên là Giang. Dạ, Giang. Vậy là Giang là xin cho biết là hiện nay Giang làm việc ở đâu và làm gì? Dạ, hiện nay em đang làm dược sĩ ở Walgreens anh. Dạ. Và chúng tôi được biết là đây không phải là năm đầu tiên Giang giúp cộng đồng thực hiện cái ngày y tế cộng đồng. Xin Giang chia sẻ một số cái cảm tưởng về ngày y tế cộng đồng. Dạ đúng rồi, đây là lần em giúp cộng đồng, nhưng mà trước đó em cũng giúp cộng đồng mấy năm trước. Thì em rất là vinh dự được ở đây cùng với mọi người giúp đỡ cộng đồng người Việt mình. Giống như mọi năm thì tụi em mang học sinh từ trường dược ở đây tới để giúp cộng đồng mình khám sức khỏe và cũng giúp cộng đồng mình chích ngừa cho mùa cúm sắp tới. Dạ. Vậy cái yếu tố quan trọng nào để chúng ta phải bắt đầu chích ngừa càng sớm càng tốt trong năm? Dạ thì theo mọi người biết thì thường thường mùa cúm, khi mà mình nói tới cúm họ nghĩ là tháng 10, tháng 11 mới có cúm, nhưng mà không phải vậy. Tại bây giờ tháng 6, tháng 7 em cũng bắt đầu thấy người ta bị bệnh cũng đã tới rồi. Mà mỗi lần mình chích cúm thì mình phải đợi khoảng 2 tuần thì mới có hiệu lực. Thì trong 2 cái tuần đó nếu như mà mình gặp người nào mà bị bệnh, mình vẫn có thể bị cúm. Bởi vậy mình chích càng sớm càng tốt để bảo vệ bản thân của mình, mà mình cũng bảo vệ những người chung quanh của mình nữa.
Cảm ơn Giang rất nhiều. Cho biết là chúng tôi được biết là Giang làm cho công ty World Green. Dạ. Thì công ty có những cái yếu tố làm việc thế nào để giúp cho cộng đồng, nhất là cộng đồng người Việt là? Thì bây giờ World Green họ rất là để ý tới những cái cộng đồng thiểu số giống như cộng đồng người Việt của mình. Nếu như mà những bác nói tiếng Việt tới World Green mà họ không có người Việt Nam ở đó, họ có thể gọi phone tới một tiệm khác để có một dược sĩ nói tiếng Việt giống như em để mà thông dịch. Họ in ra giấy, những cái giấy về sức khỏe, những cái giấy và thuốc cũng có tiếng Việt ở trên đó nữa. Dạ, và họ rất là tích cực hỗ trợ những cái hoạt động cộng đồng như là hôm nay. Dạ. Cảm ơn Giang rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Chào chị, xin chị cho biết quý danh. Em tên là Nga. Dạ, hiện nay chị làm gì và ở đâu? Dạ, hiện nay em là dược sĩ ở bệnh viện VA. Của lính, những người lính mà thương phế binh của người lính Hoa Kỳ. Thưa chị, là hôm nay cái công việc của chị là gì trong ngày y tế cộng đồng? Dạ, hôm nay công việc của em là để tư vấn tất cả những cái thắc mắc của những người bệnh nhân về thuốc. Có những người mà họ uống rất là nhiều thuốc nhưng mà họ không có biết là cách dùng như thế nào, mỗi ngày uống bao nhiêu, hoặc là cái side effects của nó như thế nào. Thì chúng em ở đây sẽ giúp cho họ có thể hiểu rõ hơn về cái cách dùng và cũng như là cái hiệu nghiệm của thuốc. Alright, cảm ơn chị Nga. Chào chị, xin chị cho biết quý danh. Tôi tên là Hương. Và chị là bác sĩ đông y, có văn phòng ở tại San Antonio này phải không ạ? Dạ, thưa phải ạ. Hôm nay chị sẽ cung cấp cái dịch vụ về y tế thế nào cho ngày y tế cộng đồng ngày hôm nay? Dạ thưa, thì tôi cũng làm công việc của tôi là chăm cứu và rồi điều trị những cái gì mà patient cần đến tôi. Dạ. Thưa chị, nếu vậy về lĩnh vực đông y là chị là một, có thể nói chị là người Việt Nam đầu tiên ở đây làm về đông y, thì chị có cái tư vấn nào dành cho quý vị, nhất là quý vị cao niên trong vấn đề mà bảo vệ sức khỏe? Dạ. Thế thì trước hết là mình phải uống nước nhiều, tại vì nước là để nó lọc thận. Dạ, nếu mình không đủ nước thì sẽ là nó gót nhiều trouble lắm, rất là nhiều cái trở ngại. Dạ. Uống nước, và nhất là không những mùa hè hay là tất cả mỗi ngày là phải uống tất cả là 4 ly nước. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Cảm ơn Đức Thư Trọng. Dạ. Chào anh, xin anh cho biết quý danh. Dạ em là Sơn. Dạ. Dạ đây là vợ em, baby. Tức là Sơn và hai vợ chồng chỉ có một người con thôi. Dạ dạ đúng rồi. Bao nhiêu tháng rồi? Dạ bé được 2 tháng rưỡi. Okay. Dạ. Thì Sơn đến đây để mà tham dự cái ngày y tế cộng đồng này, và Sơn đã được làm, được phục vụ, được nhận được cái dịch vụ gì của cái ngày hôm nay? Em tới để khám sức khỏe, để chích ngừa. Dạ. Và sắp tới đây còn chăm cứu nữa. Sơn cảm tưởng thế nào về cái dịch vụ y tế cộng đồng như thế này? Rất là tốt, giống như là mình đi tới được một cái trung tâm khám bệnh vậy đó. Rất là tốt, hay rất là hay. Với một cái mình cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì cái sự thân thiện, dù đây là miễn phí. Xin hỏi một câu có vẻ có tính cách cá nhân là Sơn qua đây bao lâu rồi? Em cũng mới đến tới Sạch này chỉ là khoảng 2 tháng thôi. Ồ, 2 tháng thôi. Dạ. Đến từ đâu? Dạ, ở Cali. Cali qua. Ở Cali bao lâu rồi? Cũng mới ở Việt Nam qua thôi. Tại sao chọn thành phố San Antonio? Em không biết tại sao, nhưng mà đi tới đây thì mình cảm giác là nó nhẹ nhàng, nó gần gũi mình. Đúng rồi đó. Sơn có cái chia sẻ cái cảm tưởng gì nữa với khán thính giả của đài SBTN hay không? Xoay qua nhìn đó. Thì cái chương trình này là một cái chương trình em tham gia lần đầu tiên đến đây, và em cảm thấy là em rất là được sự tiếp nhận, sự ưu ái của mọi người. Và cái chương trình này làm cho em cảm giác là em gần gũi hơn, dù em là một người mới đến đây. Thì em cảm giác nó như là em được sống ở đây lâu vậy. Em rất là thích như vậy.
với cái cách làm hay là những cái việc làm của mọi người thì họ rất là nhiệt tình và xôn xáo, thì đó là những cái điều mà làm cho em cảm thấy là rất là thích thú và em cảm thấy là rất là tốt trong cái cuộc sống ở đây. Như vậy. Cảm ơn Sơn rất là nhiều và chúng tôi cũng hy vọng là Sơn sẽ chọn cái thành phố này là thành phố định cư, và chúc Sơn và gia đình rất là các cháu bé có rất là nhiều may mắn trong những năm tháng sắp tới. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chào chị, xin chị cho biết quý danh. Dạ, tôi tên là Mimi Anh Ngọc Trần. Dạ. Thưa chị là General Manager hoặc là chủ nhân của cái công ty gì và cái chương trình hoạt động của chị là thế nào? Dạ, thưa là tôi á là công ty Elder Home Care là của tôi. Lập ra là cái chương trình này đó là để khuyến khích cho những người lớn tuổi được ở nhà, con cái chăm sóc ở nhà. Hay là nếu mà con cái không có thì giờ thì công ty của tôi sẽ gửi tới chăm sóc những cái dịch vụ như là không có cần phải rằng là có đi học hay là bằng cấp gì, vì những cái dịch vụ rất là thông thường như là nấu ăn và giặt giũ áo quần, thu dọn phòng hay là dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ. Dạ, chỉ có với đưa đi nhà thờ, chùa hay là đi chợ để mà giúp cho mấy bác có phương tiện để đi và có người lại giúp hay là người ở trong nhà giúp. Đây là một cái chương trình là để khuyến khích cho những người lớn tuổi ở nhà với con cái để khỏi có phải đi vào nursing home, để cho mà vì vào nursing home thì nó tốn kém cho chính phủ còn nhiều hơn là ở nhà. Yeah. Vậy thưa chị đó, đối với người bệnh nhân đó thì là muốn gia nhập chương trình của chị thì có tốn kém gì hay không, hoặc là cái điều kiện là thế nào? Chị có không có tốn kém gì hết, nhưng mà phải có Medicaid. Tại vì là cái chương trình này là được tài trợ bởi Medicaid thì phải có Medicaid. Rồi thì nếu như mà lớn tuổi hay là bị bệnh hoạn mà có cái gì đó, nếu như mà được đó thì rằng là mấy bác cứ việc gọi thẳng cái điện thoại của công ty, rồi thì rằng là lúc đó chúng tôi mới có cơ hội để giải thích tường tận hơn. Dạ. Thì trước khi nói về cái điện thoại thì xin hỏi chị là chị đã hoạt động ở San Antonio này bao lâu rồi? San Antonio thì tụi tôi mới xuống đây từ hồi tháng 5 thôi. Dạ. Nhưng mà cái công ty ở Austin, rồi bây giờ mới về San Antonio. Dạ. Dạ, ở đây á, nhưng mà chúng tôi có một cái văn phòng ở tại San Antonio này. Dạ. Chị cho biết cái số điện thoại của văn phòng. Số điện thoại ở Austin á, là 512-371-6828 của San Antonio là 210-999-5971. Cảm ơn chị đã tham gia vào cái ngày y tế cộng đồng. Thưa chị có cảm tưởng thế nào về cái ngày y tế cộng đồng như vậy phục vụ cho đồng hương? Tôi thấy là rất là có lợi ích cho cộng đồng Việt Nam, mà tôi thấy là ở San Antonio đó, cái gì cũng như là hướng về để giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam. Thành ra tôi thấy rất là cảm phục ở San Antonio. Cảm ơn chị và hy vọng là tương lai chị vẫn tiếp tục tham gia vào những cái công việc mà có lợi ích cho cộng đồng. Cái đó là một cái điều mà tôi nhất quyết và tôi hứa khỏi cần là nói gì hết, cho tôi sẽ cái gì cũng ủng hộ. Có thể làm được cái gì để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam là tôi giúp đỡ, cho dù ở San Antonio hay là ở Austin. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hi, what is your name? My name is Marina. What kind of service your company provide for today? We're providing vision screenings for everyone. What it does is it actually will let us know if you need any glasses or anything for up close or distance. And we also are providing a TA, which is a tonometer applanation, which is actually checking for glaucoma. Oh, okay. That's great. Yeah. That's great. And if there's a Vietnamese elderly come to your shop and he or she doesn't speak Vietnamese, you have a staff that can speak the language?
Yes, sir, we do. Dr. Quang Pham, he is Vietnamese, and he also is the owner of the business, and he also will be able to talk Vietnamese. Oh, great. Yeah. For the community. Okay. So. So what is your advice in general for eye care? General for eye care is make sure to get your annual eye exams every year. It is very important. And two, for the elderly, any kind of ocular diseases or anything like that is very important. Thanks for your service for today. Thank you very much. All right. Thank you. You do good. Kính thưa quý vị, cũng đó cũng là kết thúc của chương trình Ngày Y tế Cộng đồng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng tôi được biết là Cộng đồng San Antonio cũng sẽ hợp tác với nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam tại San Antonio tổ chức một cái buổi y tế cộng đồng lần thứ hai là ngày Chủ nhật, ngày 30 tháng 8. Xin kính mời quý vị đến tham dự. Xin cảm tạ quý vị. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin hẹn lại với quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị.